Kính thưa toàn thể đồng bào quý mến, y thiền sư nhạc sĩ thánh giống Trần Quang Đại Việt Vương Đạo, chúng cháu kính mời toàn thể đồng bào thay phiên nhau có mặt trước tượng đài Đức Thánh Trần Hưng Đạo mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 11 giờ sáng. Chúng ta cùng nhau dâng lời cầu nguyện cùng cha trời thượng đế toàn năng, cùng ông bà tổ tiên thánh thần Việt Nam chúng ta và cùng hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong, thương xót, ban ơn cứu rỗi và hướng dẫn cũng như bảo vệ chúng ta làm việc cứu nguy Việt Nam chúng ta gấp, bởi vì dân tộc và đất nước Việt Nam chúng ta đã và đang bị đày đọa và hành hạ cũng như sát hại bởi bọn cộng sản và bởi bọn tư bản xanh, tư bản đỏ vô cùng hung dữ ác độc, bởi vì chúng là những người tham sân si, lo đong đầy những túi tham không đáy, thành ra họ rất mù quáng và họ đã gây chiến tranh và họ đã bắt buộc người Việt Nam chúng ta tàn sát lẫn nhau. Giờ đây những phép lạ này hiện ra trong lúc thánh giống chúng cháu cầu nguyện cùng đồng bào Việt Nam chúng ta. Và những phép lạ này để cảnh báo cũng như nhắc nhở và cho bọn cộng sản và bọn tài phiệt quốc tế, bọn tư bản xanh, tư bản đỏ hung dữ ác độc cơ hội cuối cùng để chúng nó sám hối, lập công, chuộc tội. Riêng phần chúng ta cũng cần phải thật sự sám hối, lập công, chuộc tội. Bởi vì nói riêng về ba nhóm Việt Giang, Việt Cộng, Việt Kiều, ba cái đám này nhập lại đã và đang phá tan đất nước Việt Nam chúng ta. Tội của ba nhóm này nặng lắm, cá mè một lứa không thua gì nhau đâu. Đám Việt Giang, Việt Cộng, Việt Kiều, đa số ba nhóm này chưa thật sự sám hối, lập công, chuộc tội. Riêng phần những người Việt Nam cho rằng mình là những người Việt chân chính, thì quý vị hãy mau mắn vui mừng, bởi vì những phép lạ này đã tỏ hiện ra cho người Việt Nam chúng ta được biết trước. Những phép lạ này cảnh báo về việc cơ trời đang chuyển và tận thế đang bắt đầu xảy ra. Tuy nhiên, trước khi cơ tận diệt xảy ra, thì dân tộc và đất nước Việt Nam chúng ta sẽ được giải phóng bởi quyền năng của cha trời thượng đế toàn năng, cùng ông bà tổ tiên thánh thần Việt Nam chúng ta, và cùng hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong đã hiện ra để bảo đảm và bảo vệ cũng như đồng hành cùng chúng ta làm việc cứu nguy Việt Nam chúng ta gấp, và đồng thời góp phần làm việc cứu nguy nhân loại bằng cách là thông báo những tin mừng vĩ đại này đến cho cộng đồng thế giới được biết gấp. Và kính thưa đồng bào thương mến, ở đây chúng ta thấy có khuôn mặt của hàng triệu anh hùng chiến sĩ trận vong hiện ra trên mây, và đồng thời có vóc dáng của một ông rồng vĩ đại đang phun lửa. Đồng bào để ý cho rõ, đây là một đầu ông rồng vĩ đại đang phun lửa. Hình này tức là hình này đây. Và nếu chúng ta xây dựng hướng này thì chúng ta thấy gì đây? Đây là một hình ảnh vô cùng đặc biệt, đó là hình ảnh của hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong đã được cha trời thượng đế toàn năng cho tỏ hiện ra để cảnh báo nhân loại và đồng thời để phù trợ chúng ta và bảo vệ chúng ta làm việc cứu nguy Việt Nam chúng ta gấp. Đồng bào có thể vào trang website của chúng ta để học hỏi và đồng thời copy những hình ảnh này, cũng như nhạc tĩnh tâm background đồng bào đang nghe copy miễn phí